bò sốt phô mai này là mình có chấm gì không hay là? Dạ, chấm với chao luôn. Cũng chấm với chao luôn. Thịt bò sốt phô mai. Rất là ngon, rất là vừa cái ý. Sau khi mình ngồi nói chuyện với lại anh Quân giới thiệu ở nhà bếp xong rồi ra ngồi bàn đó, mình thấy những cái món ăn bây giờ đặt ra rất là vui để mà có một người trong nhà để ra hướng dẫn những cái món ngon như thế này. Khi mà khách đến đó, thường thường là họ đặt cái món gì nhiều nhất? Người ta trước hết là người ta order món nước xong đến món gân xào, gân hấp bò sốt phô mai, lá xách xào cải, lá xách hấp cải, rồi đến món cuối cùng là người ta dùng thưởng thức món lẩu bò. Đây món này là đặt lên là cái này là gọi là nướng tại chỗ, nướng gọi là bò nướng bếp hồng, bò đó nướng mè, yeah. Bò nướng mè, nhưng mà bếp hồng ở đây là tất nhiên là cái than hồng nóng như thế này. Đây không biết là anh Quân là được may mắn lọt vào cái mắt nai của Ngũ Long công chúa, một gia đình năm người con gái là làm rể thứ mấy đây? Dạ em rể thứ năm. Rể Út à? Cờ Út. Cờ Út rồi, nhưng mà làm rể từ bao lâu rồi? Dạ được em giao? Làm rể được 12 năm. 12 năm mà quán này đã mở được 10 năm nay rồi. Dạ. Tất nhiên là gia đình bên đó rất là thứ nhất là tất cả mọi người đều chung công sức đi vào làm cho thành công cái lẩu bò hoang rang như thế này. Dạ. Là để là tạo lên một thương hiệu lẩu bò Phan Giang. Ai là người trong nhà bắt đầu nghĩ tới là làm cái công việc này? Cái này là ông bà già vợ em. Ông bà già vợ. Dạ. Chắc là cái này đó là mình cái ru là mình nướng, mình có nướng chín quá ha. Dạ đúng rồi, mình nướng tái tái này. Vừa nói chuyện mà vừa nướng tái ăn cái này coi nó như thế nào nha. Dạ. Cái này thì mình có chấm cái gì không Quân? Dạ, mình chấm với xì dầu hoặc muối ớt xanh. Dạ. Xì dầu hoặc muối ớt xanh. Đây em lấy cái chén. Dạ. Đây chén. À. Đây xì dầu. Đây mình quấn với rau xà lách với rau thơm. Cái cà chua dưa leo. Yeah. Thịt bò này là bò tươi phải cuốn. Chứ không có ăn không như vậy. Đây còn món để đặc trưng chấm lẩu là món chao với lại ớt. Bây giờ là chấm tương rồi, bây giờ mình thử mình chấm chao. Chấm chao, đặt Quân đang là cái người mà giống như là quản lý ở đây đó không? Dạ. Yeah. Đây là món bò sốt phô mai. Cái chao này mình chấm với đậu bắp nó cũng ngon nữa nè. Hồi nãy chấm với bò nướng rồi nó cũng ngon lắm, cái vị nó rất là ngon. Vừa ăn lắm. Đúng như vậy. Đây là món bò sốt phô mai. Bò sốt phô mai này là mình có chấm gì không hay dạ, là? Chấm với chao luôn. Cũng chấm với chao luôn. Thịt bò sốt phô mai. Còn đây là đặc trưng của món lẩu là có đuôi bến. Mình nhìn thấy cái lẩu bò ở đây đó. Đang đây là bắt đầu chín chưa? Chín hết rồi. Đây là rồi. Bín, đuôi, gân và lá sách. Gân đây là gân đây là đấy là bín. Bín nè. Đuôi. Cái này là đuôi. Đuôi bò nè. Dạ, thịt bò. Đây là đầy đủ gọi là lẩu thập cẩm. Cái ngũ phín đâu? Đây. Cái nào là cái phín? Đây, bín bò đây. Đây là cái bín bò ăn rất là giòn dạ. Và rất là ngon. Nó hơi trơn một chút xíu nhưng mà yeah. Cái này mình cũng chấm chao luôn hả Quân? Dạ, yeah, đúng rồi. Anh ăn thử thưởng thức chấm chao của lẩu bò Phan Giang là tự làm. Mềm giòn. Chấm với chao. Tiếp đến đây là món bò gân bò xà xả ớt.
Đây, chú thưởng thức món gân bò xào sả ớt. Món này lần gân... đầu tiên, thật sự ra lần đầu tiên Michael Hà mới dùng được cái món này đây. Gân bò xào sả ớt. Trước hết mình ăn thử không coi rồi đó, mình chấm sau. Cái món này rất là vừa miệng rồi Quân, không cần chấm. Đúng rồi, Tại vì ăn như thế này mới thưởng thức được cái mùi xả của nó. Dạ. Cái món nào là đặc sản nhất ở đây mà người ta ăn nhiều nhất? Thường thường là người ta ăn nhiều nhất là món bò nướng, xong đến là món gân bò xào sả ớt. Là rất được nhiều khách ăn thưởng thức món bò nướng. Đó là cái thời tiết se se lạnh này là người ta thích dùng món bò nướng hoặc là bò né cuốn bánh tráng. Bò né là cái này dạ không, bò nướng, còn cái món bò né là khác. Bò né là mình trứng với bơ với thịt bò mình trộn lên, mình chỉ lên xong rồi bắt đầu cuốn bánh tráng chấm mắm nêm. Ngoài ra là tất cả những gân rồi lá sách, quyến lá sách rồi đuôi bò mình trộn với cái rau gì vô trong này? Trong lẩu là có củ cải này, huyết này, đậu quân này. Huyết bò mình ăn với lại rau má này, có 5 loại rau này, rau má này, cải xanh, cải thảo này, mùng tơi này, đó là đầy đủ hết. Đôi lúc những cái tiệm bán lẩu bò nhưng mà nó cũng pha trộn những cái món này món kia, nhưng mà ở đây là không có gì ngoài bò hết. Dạ, chỉ có chuyên về bò. Chuyên về bò thôi. Dạ. Đến đây nếu mà thèm gà, lợn, tôm, mực từ này là không có. Dạ là không có. Dạ. Chỉ có chuyên về bò là bò nướng, bò hấp, bò xào, lẩu, tất cả các món chuyên về bò thôi. Quân là gắn bó với tiệm này từ lúc đầu, đã bị làm con rể 12 năm mà tiệm này được 10 năm. Dạ. Cái khó khăn nhất từ lúc mở cửa cái tiệm này là như thế nào? Dạ, khó khăn nhất là lúc mà bắt đầu là khởi nghiệp ra thì thương hiệu chưa được khẳng định. Thế là người dân còn bỡ ngỡ với cái lẩu bò Phan Giang đầu tiên trên Đà Lạt. Thế là xong 1-2 năm rồi bắt đầu là du khách bắt đầu là ăn uống ngồi thưởng thức món lẩu bò Phan Giang, xong bắt đầu người ta truyền tai nhau rồi người ta đến ủng hộ thì quán. Riêng cá nhân Michael Hà từ Houston, Texas về đây đó thì ở xứ mà gọi là thịt bò. Texas là xứ cao bò mà là thịt bò, nhưng mà nhìn cái những cái món bò ở đây rất là bắt mắt. Từ nãy giờ đó là những cái món ăn rất là ngon, rất là vừa cái ý. Xin chúc mừng cho Quân cũng như là quán lẩu bò Phan Rang ở tại Đà Lạt này. Mỗi một ngày, mỗi một đông khách, mỗi một ngày mỗi nhiều người khách ăn rồi, không phải là ăn rồi một lần không, mà ăn đi ăn lại. Khách ở xa đến đây để mà chia sẻ cho khách chưa đến. Qua cái chương trình này chắc chắn là nhiều người sẽ biết đến lẩu bò Phan Rang ở Đà Lạt. Một lần nữa chúc mừng và cảm ơn Quân rất là nhiều. Rồi, cảm ơn đến với lại chương trình ngày hôm nay. Thật sự ra đi ăn nhiều cái món bò lắm, nhưng mà lần đầu tiên thấy là một cái quán là không có bán gì ngoài ra là thịt bò. Mời tất cả quý vị cùng chúng tôi thưởng thức những món bò ở đây cùng với lại Michael Hà, Kiều Như Kỷ. Xin chào tạm biệt và hẹn lại kỳ sau.